màu. Bạn có tin vào phép màu? Những người không tin vào phép màu thì sẽ không được nhìn thấy và trải nghiệm phép màu. Có thể bạn đã đọc hoặc là nghe ai đó nói về phép màu. Bạn đã nghe ai đó nói về cuốn sách The Magic, phép màu, và nghe họ nói về những cái trải nghiệm vô cùng vi diệu về cái sự thay đổi cuộc sống khó lường của họ, và bạn cảm thấy tò mò. Bạn không biết bằng cách nào, bạn không biết là liệu mình có thể thực hiện được cái phép màu đó hay không. Bạn muốn khám phá và nắm được những cái quy luật của phép màu để có thể chia sẻ tới nhiều người khác. Bạn muốn hiểu thật là sâu, và trên hết, bạn muốn có những cái thay đổi tích cực và đột phá trong chính cuộc sống của mình. Và đây là cái video bạn cần phải xem. Trong cái video ngắn này thì tôi sẽ đưa ra những cái tổng quan và những cái quy luật của phép màu, của cuốn sách phép màu, để giúp cho bạn có thể dễ dàng hiểu và ứng dụng cho cuộc sống của mình. Nhưng bạn hãy nhớ rằng đây chỉ là một cái video giúp cho bạn hiểu và nắm được quy luật, chứ không phải là video để dạy cho bạn chi tiết từng bài học, từng bài học, từng bài học để bạn có thể ứng dụng ngày qua ngày, giống như cuốn sách The Magic, một cuốn sách rất tuyệt vời đã làm được. Vậy nếu bạn được truyền cảm hứng và bạn hiểu hơn về những quy luật để thực hiện phép màu thông qua cái video ngắn này của tôi, thì hãy nhớ và đảm bảo rằng mình hãy đọc cuốn sách phép màu và thực hành những bài tập như được hướng dẫn trong cuốn sách nhé. Và ở phần đầu tiên của video sẽ là phần tổng quan. Một cái câu nói rất là nổi tiếng trong cuốn sách phép màu mà có thể bạn đọc cuốn sách phép màu rồi, hoặc bạn nghe ai đó nói vô cùng nổi tiếng, đó là những người mà có điều này thì sẽ ngày càng được dư giả đủ đầy. Còn những người không có thì những điều mà anh ấy hoặc cô ấy có sẽ bị tước dần đi. Vậy thì trong dấu ba chấm, cái điều này, cái điều mà nếu có thì sẽ càng dư giả, và không có thì bị tước kể cả những thứ chúng ta đã có đi rồi, là điều gì vậy? Rất là nhiều người hiểu nhầm mà nói rằng ô thật là bất công, sao người giàu lại càng thêm giàu và người nghèo thì lại càng thêm nghèo. Và bạn biết không, chìa khóa ba chấm, cái từ bí mật và cái từ khóa trong cuốn sách phép màu là gì vậy? Đó là một từ mà chúng ta cần phải khắc ghi kể từ nay trở đi nếu muốn biến cuộc sống của bạn tràn ngập những phép màu. Và từ đó chính là lòng biết ơn. Lòng biết ơn là một cái từ khóa đầu tiên và chúng ta cần nhớ. Trong cuốn sách phép màu, chúng ta có 28 ma thuật. 28 ma thuật hướng dẫn bạn cái cách thức để bạn có thể sử dụng được phép màu để có được một cái cuộc cách mạng, cái sự thay đổi vĩ đại trong cuộc sống của bạn về mọi khía cạnh, về sức khỏe, về tiền bạc, về mối quan hệ, về cái ước mơ nhỏ nhất của bạn hoặc ước mơ lớn nhất của bạn đều có thể trở thành sự thật, có thể giúp cho bạn biến chuyển bất kỳ những cái tình huống tiêu cực nào để trở nên tích cực, có thể biến cho bạn làm mọi điều bạn đang mong muốn và khát khao dường như không thể đạt được, có thể hoàn thành một cách không thể tưởng tượng được. Nào, vậy thì bây giờ bạn có cảm thấy là vô cùng háo hức và tò mò để xem vậy thì cái quy luật của phép màu là gì? Bạn biết đấy, mọi thứ trên cuộc sống này đều được sắp xếp theo những cái quy tắc khác nhau trên một cái nền tảng gọi là quy luật. Trong cuộc sống này, trong cuộc sống phức tạp này mà mọi người đang thấy vô cùng phức tạp đó, ai là người nắm giữ được những cái quy luật, hiểu về các quy luật thì người đó sẽ là người thành công. Tôi muốn nhắc lại với bạn câu này. Trong cuộc sống mà mọi người đang làm rất phức tạp này, ai là người hiểu và nắm được những quy luật thì đó sẽ là người thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Vậy thì cái quy luật trong cái cuốn sách phép màu này một cách đơn giản nhất đó là gì? Tôi sẽ đưa ra ở đây ba cái quy luật chính, ba quy luật chính mà chúng ta cần phải nhớ và khắc ghi để có thể dễ dàng nắm được nguyên tắc và thấm nhuần được phép màu của lòng biết ơn đối với cuộc sống diệu kỳ này. Quy luật đầu tiên đó là quy luật quá khứ, hiện tại, tương lai. Quá khứ, hiện tại, tương lai có nghĩa là gì? Đó là khi bạn biết ơn những thứ bạn đã có tại mỗi phút giây diễn ra tại chính thời điểm hiện tại này để có được những thứ mà bạn sẽ đã biết ơn trong tương lai ở một cái cấp độ cuộc sống tuyệt vời hơn. Nghe có vẻ rất mơ hồ, biết ơn những thứ đã có tại mỗi giây phút hiện tại để có được những thứ mình đã biết ơn ở những cái level, cấp độ cuộc sống tuyệt vời hơn, đúng không nào? Nhưng mà đó lại là một cái sự thật mà chúng ta sẽ được nhìn thấy, và nếu bạn đã đọc cuốn sách phép màu rồi, bạn sẽ thấy cái chìa khóa của nó thông qua bố cục của cuốn sách. Bố cục của cuốn sách 12, 16, 12 bài học đầu tiên
đó là 12 cái ma thuật về phép màu để giúp chúng ta cảm thấy biết ơn và cảm thấy vô cùng hạnh phúc tại mỗi phút giây hiện tại khi nghĩ về cái điều chúng ta đang có hoặc đã có trong quá khứ. Bạn biết đấy, nếu mỗi người không cảm thấy biết ơn và trân trọng cái điều mà mình đang có, cái điều mà mình đã có, thì tất cả mọi thứ sẽ bị tước đi, bị mất đi, giống như cái câu thần chú mà tôi đã đọc cho bạn ở đầu tiên. Và hơn nữa, ở đây nếu mà bạn cảm thấy biết ơn với mỗi thứ mà mình có, thì cuộc sống của bạn càng ngày càng hạnh phúc, dư giả và đủ đầy hơn. Và cái quy luật thứ hai đó là quy luật meaning bằng với motion, emotion bằng với everything. Có nghĩa là gì ạ? Meaning tức là định nghĩa, emotion tức là cảm xúc, còn everything là mọi thứ. Điều này có nghĩa là gì vậy? Tony Robbins có nói rằng tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều không có một cái ý nghĩa gì cả cho đến khi chúng ta gán cho nó một cái ý nghĩa. Và kể cả chính chúng ta cũng vậy, chính cái tên gọi của chúng ta cũng vậy, cho đến khi chúng ta gán cho nó một ý nghĩa mà thôi. Để tôi lấy cho bạn một cái ví dụ. Giả sử bạn cho rằng là những người doanh nhân thì sẽ mặc vest và mặc áo trắng, mặc vest đen. Vậy thì khi mà bạn mặc lên cái áo trắng và vest đen thì bạn sẽ có cảm giác giống như bạn là người doanh nhân, và bạn cảm thấy là trong sáng, thuần khiết, thanh cao, hay một cái tố chất gì đó mang lại cho bạn cái cảm xúc. Và chính cái cảm xúc này thì quyết định mọi thứ, quyết định cái sự tự tin của bạn, quyết định cái sự thông hiểu của bạn khi mà bạn mặc trên mình cái bộ quần áo đấy. Đôi khi quyết định kể cả cái cảm giác về cái sự xinh đẹp của bạn. Thì đó, và trong cái cuốn sách này thì họ đã vận dụng cái quy luật emotion, meaning bằng với emotion, bằng với everything như thế nào vậy? Bạn có thể thấy hai cái key chính ở đây. Cái key chính đầu tiên đó là cảm thấy mình thật hạnh phúc mỗi một ngày. Mỗi một ngày, mỗi một ngày hãy viết xuống 10 điều làm bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và hãy diễn tả bạn cảm thấy hạnh phúc như thế nào và vì điều gì. Ví dụ bạn có thể nói: hôm nay tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì con tôi đã biết cách đọc những cái từ đầu tiên khi mà vào lớp 1. Được không ạ? Thì nó sẽ tạo cho bạn cái cảm xúc thật là tích cực. Và hãy nhớ là tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều gì và tôi biết ơn nó vì điều gì nha các bạn. Hãy có một lời cảm ơn thật là xác đáng, một lời cảm ơn thật là xác đáng. Và cái key thứ hai trong cái việc dẫn đến cho mình những cái cảm xúc, và ở đây đó là cảm xúc hạnh phúc. Ở đây cái ý tức là gì ạ? Cuộc sống kỳ diệu chính là phép màu. Cuộc sống kỳ diệu tức là phép màu. Còn khi sở hữu phép màu rồi thì mình sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc. Và mình sẽ thực sự hạnh phúc khi mà mình cảm thấy biết cách, mình biết ơn về những thứ khiến cho mình hạnh phúc. Bạn có nhìn thấy một cái vòng tròn, cái quy luật của cái việc cảm xúc rồi định nghĩa rồi tất cả mọi thứ mà mình mong muốn đang ở ngay trong tính bàn tay mình, dựa vào những thứ vô cùng đơn giản như vậy không? Cái key thứ hai ở đây sẽ là cái hòn đá biết ơn. Hòn đá biết ơn. Bạn được yêu cầu sử dụng một hòn đá với một cái kích cỡ vừa phải để bạn có thể nắm trong bàn tay của mình, để cái nơi gần để bạn có thể chạm vào trước khi mình đi ngủ. Và mình hãy chạm vào hòn đá phép màu đó, mình nói những cái lời cảm ơn, những điều mà khiến mình thật sự hạnh phúc trong ngày, và xoa lên hòn đá phép màu và nói rằng cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Bạn càng nói cảm ơn một cách có ý thức bao nhiêu thì cái phép màu nó càng xảy đến với bạn một cách nhanh và nhiều và hiệu quả hơn bấy nhiêu, một cách khó lường. Vậy thì đấy là những cái key quan trọng của cái quy luật thứ hai, là cái mọi định nghĩa của bạn nó đưa đến cho bạn cảm xúc, và cảm xúc này thì quyết định tất cả mọi thứ. Quy luật cuối cùng và quy luật thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây, một cái quy luật có thể nói là một cái quy luật vô cùng quan trọng để khiến cho bạn có thể thực hành được cái phép màu ở đây trong trường hợp này. Bất kể bạn là ai, bạn làm gì thì đó là tam giác kim cương. Cái điều bạn cần phải nhớ được, những cái khía cạnh quan trọng trong cuộc sống được thể hiện như thế nào qua tam giác kim cương. Phía trên của tam giác kim cương cũng giống như phía trên của tảng băng chìm, đó là tài chính. Phía dưới đó là sức khỏe và trí tuệ. Và tài chính, sức khỏe và trí tuệ được quyết định
chất lượng tài chính của bạn, tiền bạc của bạn, chất lượng sức khỏe của bạn và chất lượng kể cả trí tuệ của bạn thì được quyết định bằng cái chất lượng cái mối quan hệ của bạn. Và tất cả những cái điều này nó cũng sẽ được hiển lộ qua thông qua cái sự nghiệp mà bạn sự xây dựng, cái di sản mà bạn để lại cho cuộc đời. Và chính cái quy luật này thì bạn có thể nắm được cái cách thức xây dựng những cái key để cho mình có thể thực hành được lòng biết ơn trong cuốn Phép Màu thông qua 28 ngày với mối quan hệ, với tiền bạc, với sức khỏe, với tài chính, với những cái phép màu liên quan đến những cái mối quan hệ hoặc là những cái vấn đề tiêu cực bạn cần phải giải quyết với những cái ước mơ lớn và những cái ước mơ nhỏ của bạn. Bạn có thể nhìn trong cái cuốn sách đó để xem là 28 ngày với 28 phép màu đó là gì? Mối quan hệ, sức khỏe, tiền bạc, công việc, cánh cửa thoát khỏi sự tiêu cực, gia vị nhiệm màu, nam châm tiền bạc, bụi phép thuật dành cho mọi người, buổi sáng nhiệm màu, những con người nhiệm màu đã thay đổi cuộc đời bạn, hiện thực hóa mọi mơ ước, một ngày nhiệm màu, phép màu cải thiện mối quan hệ, tấm séc nhiệm màu, danh sách nhiệm màu, bước chân nhiệm màu, phép màu của trái tim, kết quả tuyệt diệu, phép màu ngay trước mắt, dòng khí nhiệm màu mà bạn đang hít thở, chiếc đũa phép, gợi ý nhiệm màu, phép màu biến đổi lỗi lầm thành hạnh phúc, tấm gương nhiệm màu, nghiệm lại phép màu. 28 phép màu này được thiết kế để được thực hiện trong 28 ngày liên tục. Vậy thì hãy đảm bảo rằng bạn sẽ thực hiện nó một cách đều đặn, hãy nỗ lực, hãy tập trung để thực hiện nó một cách tốt nhất. Và khi bạn làm được điều này thì lòng biết ơn và những cái yếu tố, những cái quy luật kỳ diệu của phép màu kia sẽ bằng một cách từ từ được cấy ghép vào từng tế bào và toàn bộ cơ thể của bạn, khiến cho bạn trải nghiệm cuộc sống một cách khác biệt nhất, một cách khó lường nhất, và thay đổi cho bạn chất lượng cuộc sống của bạn một cách khác biệt không thể nào mà tưởng tượng được. Tôi chúc bạn sẽ áp dụng thành công những cái quy luật mà được tôi kể trên và hiểu về cái bản chất, cái lý do mà mình có thể áp dụng phép màu thành công trong cuộc sống. Và hãy nhớ một lần nữa, hãy đọc cuốn sách Phép Màu và hãy chăm chỉ tập luyện, và sẽ thật là tốt nếu bạn cũng chia sẻ video này để nhiều người được truyền cảm hứng, để có thể là bày tỏ lòng biết ơn của mình với mọi lúc, mọi nơi. Lòng biết ơn sẽ là một thứ mà đầu tiên bạn nghĩ tới bất kể bạn đang làm gì, bất kể trong tình huống gì, tiêu cực cũng như tích cực, tốt cũng như là xấu, theo cái cách nghĩ của bạn, thì lòng biết ơn sẽ khiến cho bạn trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời. Và hãy gieo hạt đến cho nhiều người để cùng thực hành bài tập lòng biết ơn trong 28 ngày với bạn, để có thể cộng hưởng cả một cái cộng đồng với lòng biết ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.